em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đi ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em
em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ, trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Kính thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể quan khách của hai họ, hai gia đình, với sự nhất trí cao của cháu Phong và cháu Linh, được sự đồng ý của bố mẹ hai cháu và các được sự nhất cho phép của các cô, các ông, các bà họ trưởng gái, hôm nay họ gia đình nhà Trang tôi tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu Linh Phong. Trước tiên tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của họ nhà trai xin được gửi tới các cụ lời chào trân trọng nhất. Và cũng là đầu xuân năm mới, tôi xin kính chúc các cô, các ông, các bà cùng toàn thể quan khách của hai họ năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và tôi xin giới thiệu thành phần của đoàn nhà trai tôi hôm nay xuống đây, thì thành phần quan trọng nhất là cháu Đinh Hải Phong, và tiếp theo là bố mẹ của cháu Phong, xin quý vị anh Linh tham gia đoàn đã hỏi cần có mẹ nuôi của cháu Phong, xin bà đứng dậy trình diện. Và ăn hỏi ngày hôm nay thì cùng các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ của hai bên, hai họ gia đình, đỗ hoa của cháu Phong, cùng bạn bè thân thiết của bố mẹ cháu Phong cũng như là của cháu Phong đã tham gia ăn hỏi ngày hôm nay. Tôi là Đinh Ngọc Tuyền, là ông của cháu Phong, được gia tộc cử là làm đại diện cho đoàn đã ăn hỏi của họ nhà trai xuống đây để làm việc và tổ chức đã để ăn hỏi với các cụ họ nhà gái. Và tôi
xin là chúc cái buổi ăn hỏi của hai cháu hôm nay thành công tốt đẹp và xin nhường lời cho ông đại diện của bạn nhà gái. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ý kiến phát biểu, những tâm tư tình cảm, lời vàng ý ngọc của vị đại diện cho gia đình. Họ nhảy trai đã có đôi lời phát biểu, trước hết gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành tới tình cảm, sự tiếp đón, lòng nhiệt thành của đoàn đại biểu gia đình Hoàng Nhảy Gái đã dành chào đón đoàn đại biểu gia đình Hoàng Nhảy Trai cũng như toàn thể quý vị quan khách cần xa. Và trở về với chương trình ngày hôm nay, đoàn đại biểu gia đình Hoàng Nhảy Trai có gồm đầy đủ diện diện của các bậc cao niên, các cụ công, các bà, cô dì chú bác, gia đình bên nội, gia đình bên ngoại, anh chị em thân thiết cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay, và cũng như ông đã có đôi lời giới thiệu về những sính lễ đủ đầy để sang trò chuyện với gia đình Hoàng Nhảy Gái. Trước hết xin phép các cụ, xin phép gia đình Hoàng Nhảy Gái dâng lên yết bái gia tiên, kính cáo tổ đường, và đây cũng là những lòng thành ý của gia đình Hoàng Nhảy Trai để cùng vun vén và chúc phúc cho một tình yêu đẹp của hai con hai cháu trong ngày vui hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại diện cho gia đình Hoàng Nhảy Trai. Chúc ông có thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Quý vị thân mến, hôm nay thì bến đã gặp đò, thỏa lòng mong ước hẹn hò bấy lâu, kính mời quý khách mời chầu, quan viên bốn họ mừng dâu rể hiền, họ trai họ gái kết liên, dâu thảo rể hiền thì như đũa có đôi, mà nhà trai đã phát biểu rồi, nhà gái cũng có đôi câu đáp từ. Ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu, trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình Hoàng Nhảy Gái sẽ trở về sân khấu có đôi lời phát biểu, giới thiệu về thành phần đoàn đại biểu gia đình Hoàng Nhảy Gái cũng như có đôi lời tiếp nhận những sính lễ trang trọng đầy đủ của đoàn đại biểu gia đình Hoàng Nhảy Trai trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, các ông, các bà và các cô dì chú bác và tất cả các bạn bè của hai cháu, thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin trước hết nhân tiện năm mới xin kính chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Qua ý kiến của gia đình, một vị đại diện cho gia đình nhà trai, thì hôm nay được sự ủy quyền của ông bà ông Thắng, tôi là ông chú của cháu Linh, là đại diện cho nhà gái, thì trước hết tôi cũng xin trân trọng giới thiệu về các thành phần của nhà gái chúng tôi được đến đây tiếp đón các cô. Thì thứ nhất đây là cháu Thủy Linh, là dâu tương lai của họ nhà trai ta. Thứ hai nữa là đây là bố mẹ của cháu Linh. Đấy, thế thì báo cáo với các cô, các ông, các bà ở gia đình nhà trai, thì hôm nay là có bà nội của cháu, thì bà yếu cho nên là cũng cao tuổi, cùng ở trong nhà không ra được. Còn đây là tất cả gồm có cả ông bà ngoại, rồi các ông chú, các ông bác, rồi cô dì chú bác của ông bà ông Thắng và của cháu Linh, và tất cả các bạn bè của các cháu để đón tiếp các cô. Thì một lần nữa là xin kính chúc các cô, các ông, các bà mạnh khỏe, mời nước mời đầu, tiếp tục chúng ta làm cái lễ ăn hỏi cho cháu. Thì qua ý kiến của gia đình nhà trai đã phát biểu và đưa lễ xuống đây, thì đại diện cho đình nhà gái và toàn thể hội hôn của chúng ta là thấy là lễ của nhà trai là rất sang trọng lịch sự, và thay mặt nhà gái chúng tôi là xin nhận và đã đầy đủ. Thì là sau đây là xin mời cái thủ tục là hai bà trao lễ cho nhau và cho cả hội trường ta chứng kiến cái lễ để trao lễ cho nhau, và xin lễ lại. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lánh, chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đã
Giang nhét sắp sân không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon. Động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi. Lo măng ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn